cùng lên hạng với Ngọc Bắc Africa các bạn ơi, vàng 3 4 sao nhá. À, chuẩn bị lên bạch kim các bạn. Sắp lên rồi. Ok, vậy là bây giờ mình đã tìm thấy đội rồi này. Bạn nào muốn giao lưu cùng mình thì các bạn hãy comment ở dưới link video nhá. Rồi, 9 anh em ơi, có Van Heel rồi. Rồi, nào, trận đấu này mình sẽ chơi vị tướng nào được anh em nhỉ? Hơi ra te à? Hay là trận đấu này mình sẽ chơi của Isa đi top nhỉ? Điêu thuyền à? Zephy. Có Isa đi top này. Trời ơi, quá tuyệt luôn gì. Chẳng có Isa đi top gì nhỉ? Không có rừng anh em ơi. Mình ba trực trị các bạn ạ. Bọn này không đi rừng thì mình sẽ đi rừng thôi. Isa đi rừng được. Tên mình là Isa Van Heel, Rat, Natalia Hayate. Tên bạn này có Rat này, Zoom, Nakrok, Alice, Florentino thì nhé. Chín rồi anh em ơi, đồng đội không ai đi rừng. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Thế chứ. Chín nào. Mày đi rừng, mình sẽ đi rừng cho. Tại mình có 2 AD 3 phép. Trời ơi. Không có đấu sĩ, không có sát thủ. Ủa lấy ai chịu sát thương đây? Đấy, ai là người chịu sát thương đây anh em ạ? Ta mình mà không win nhanh là để lết là sẽ thua đấy anh em. Về lết là sẽ thua anh em nha. Thế mình không có ai chịu sát thương cả. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rat rồi mày, cái thằng Rat con này. Được chưa anh em? Na cờ rốc này. Na cờ rốc này mày. Na cờ rốc này. Rồi. Thằng mình chơi hay quá anh em ạ. Thằng Rat này. Rat rồi mày. Rat rồi mày. Về đây con trai. Bé của mình mà đừng có đi xa quá là hỏng ăn đấy. Rồi lại về đây anh em ơi. Qua nhỉ, 4-0 rồi anh em. Chơi sơ luôn và thấy Isa ăn kinh công luôn ạ.
cho anh kinh công luôn anh em ơi. Ổn chưa? Không các bạn, ôi ôi 9 công rồi. Đem quá mạnh luôn. Mạnh chưa, mạnh chưa? Tí bị tín nhị các bạn. Cái thằng Alice tem mạ Rome mấy Alice này mày Rome à, Rome còn sống à, mày sống hơi dài đấy Rome. Alisson về đây thôi, có chết đấy, về đây có chết mất đấy. Tí nhị bị đấy chị anh em nha. Chết bùa anh em ơi. Rát à, trời ơi, quá yếu luôn anh em, quá yếu đuối luôn. Quá trời quá đất anh ạ. Hai ba ba rồi. Hay quá nhờ. Mới phút thứ 6 rồi anh em ơi. Cái xe anh em ơi. Cái xe anh em ạ. Mày dễ chưa? Xa đi rừng ăn rồng ăn cây sơ như ai đấy chứ anh em. Rồng ăn kinh công cứ như thế này.
em bạn chịu cho nổi được. Thì mình đang đến mạng thôi, nhưng mà mình lại đi farm rừng ăn kinh công ăn rồng rất là nhiều anh em ạ. Ôi win rồi, trận đấu win nhanh quá đi, win quá nhanh ngoài sức tưởng tượng luôn ạ. Chắc chắn là mình không được MVP, đồng đội mình sẽ được, nhưng mà không sao ạ. Lên hàng thành công bạn nhá, vàng 2 1 sao này. Chưa lên được 2 sao. Còn heo cho mình được MVP các bạn. Like đồng đội mình người like. Trời hay thế. Tem không tốt. Không đấu sĩ, không sát thủ. 3 phép, 2 AD. 2 sát thủ ghê quá anh ạ. Rồi video mình đến đây tạm dừng, hẹn các bạn ở video tiếp theo nhá. Chúc tất cả các bạn xem video mình vui vẻ này. Để các bạn đừng quên ủng hộ cho mình bằng cách like, subscribe nhá. Bye bye các bạn. Bye bye.